ơi. Tên gì? Ma nhào. Ma nhào hả? Anh ma nhào này, ma nhào đang thả lưới đây các bạn. Thả lưới nè. Đấy, ké anh nuôi cá nhỏ không mà không biết cái đợt đây có cá lớn không biết. Theo anh coi thử nè. Đấy, coi anh đang thả ở thì là lòng hồ thủy điện sông Ba Hạ. Mới được rút có nhiều không anh? Mới được rút có nhiều không? Có ít à. Hả? Ít nè. Xe bữa trước tôi nghe ông gì làm trường thôn nuôi nhiều lắm mà. Hả? Rồi, anh đang thả nè các bạn. Anh đang đuổi nè các bạn. Giờ anh đang đuổi đỡ mà cá vô, một cá vô. À, cho nó dính. Không biết có dính hay không biết. Có dính không? Cá gì vậy? À. Cá trắng là cái gì nữa? Cá trắng. Một con rồi các bạn. Cá chỗ đây sao ít dữ ông ơi. Ít chứ. Cạn mà phải không? Cạn cái nhỏ nhỏ không phải không cô? Cái kia mới có nhiều à? Ừ. Kìa người ta thả lưới kìa. Ba cái đây cái đuôi cái đàm à. Hai con. Cá trắng không vậy hả? Cá trắng không à, cá nhỏ nhỏ không à. Trời ơi. À. Có hồi kia có cá trắng một cá lớn lớn. Hồi bữa trước ông Luân ông nuôi là có cá nhiều lắm nghe, có cá dính nữa không? Cần cá đàm mà. Cá có tên là cá đàm. Dạ, tưởng lại cần cá. Cá nhỏ nhỏ không các bạn ơi, cá trắng không à. Cá trắng nó vừa làm gì anh? Kho ăn ấy làm nhá. À, vừa kho ăn. Ông ở gần sông Hinh mà ông tiếp thu còn ít ít. Đây mình ở đây xá lắc xá léo. Kiềng không nữa. Dính nữa hả? Cá trắng nữa các bạn ơi, cũng dính cá nhỏ nhỏ không? Lưu dịch ở ảnh. À. Cá nhỏ nhỏ bằng chiếc đũa không? Chiếc đũa không, chứ đâu có cá lớn đâu. Ừ. Ghê mà có cá lớn phải không? Ừ. Để cá nhỏ nhỏ không? Ghê mấy con nhỏ nhỏ. Không à? Ừ. Đánh ghê chừng nào ông xuống chiều rồi chứ hả? Hay giờ xuống rồi? Kìa, ít nữa kìa. Ông dính là ông ít ra. À. Mà không dính là ông dưới xăm xăm vậy. À. Ông có dừa. À. Đây cá nhỏ nhỏ không các bạn? Không có cá lớn. Cá trắng không? Ông Trung Thông kia cả, ông thì dùng cái ông Duy Văn lưới bị nói luôn. À. Thả ở cỡ hai cái thả lên. À, thả lưới hơn. Ừ. Thả lưới ở đấy. Dính nữa không? Dính nữa rồi. Cách... À, anh vừa có ké đó thấy không? Nước sâu các bạn.